Chuyến chuyên Việt mùa thu 2022. Ngày thứ nhất, 25 tháng 9, 2022, 282 cây số. Với tiêu đề Vạn sự khởi đầu nan, Mã Đà Sơn Cước anh hùng tận. Và ngày thứ hai, 26 tháng 9, năm 2022, với đường dài 205 cây số, đi qua Hồ Tà Đùng, Quảng Sơn, Hồ Lắc. Đây là cung đường khai dị bão Noru. Đừng sợ non cao, đừng sợ biển, chớ thấy phong ba đã thụt lùi. Dù Noru đến ta cũng cứ, mưa mù thì cũng lượng cho vui. Miệng thì nói cứng nhưng mà ôi thôi, trước lúc phân kỳ đã có biết bao nhiêu là lời cảnh báo chân thành đến từ những người thân có, sơ có. Ai đời vì dịch cúm đã hơn 2 năm bó chân nằm nhà, có chăng chỉ là êm ấm suốt ngày bên bếp vợ, chẻ củi trèo thang với giặt đồ, y chang như thằng cha giang hồ thứ thiệt Phạm Hữu Quang đã cám cảnh. Vậy mà khi òn ỉ nỉ non, xin vợ được cái visa đặc ân, bòn con được ít tiền lộ phí hành trang gói gọn, chân cẳng sẵn sàng lăn bộ vi ba, thì ông trời trớ trêu lại làm một, mà không, phải nói là cả một series dông bão siêu sang nhiều tập. Dừng hoảng chăng, còn lâu nhé, khi mà rừng phong thu đã nhuốm màu quang sang, thì dù cho gấu mẹ xí lộn, hiền nội có dấu bào, account ATM có corrupted, thì cũng phải liều mình một trận phong trần thôi. Ngứa ngứa lắm rồi, trần gian ôi xin muôn vàng thứ lỗi, em lượn đây. Theo như dự tính cua trong lỗ của người dẫn đường liều lạc, thì sau khi các thành viên 1. Trúc Giang Công Tử Đào Hoa Thần Toán Nguyễn Ngọc Dũng, 2. Hồng Mao Diện Thủ Phú Giáo Thảo Thượng Phi Phạm Văn Trạng, 3. Phú Lan Sa Tố Lan Tài Tử Daniel Hùng Mias, 4. Bạch Phát Lãng Tử Phiêu Kỵ Tiên Phương Nguyễn Thành Phương hội ngộ quần hùng ở ngã ba Lâm Sản, thì cứ theo Trị An Tiểu Lộ để mà thử sức ở Mã Đà Sơn Cước anh hùng tận, rồi theo hướng Cát Tiên đường rừng thẳng tiến Quảng Khê thị trấn. Nhưng than ôi, nếu đoạn đầu là một cung đường đầy thanh tân hoa lá, tiếng là tiểu lộ, nhưng DT761 dư sức ru hồn và sôi máu những lãng nhân bô lão. Cho đến thị trấn Phú Lý thì xem ra mọi chuyện vẫn hào hứng khúc quân hành. Tuy nhiên, đến khi nhập Sơn Lâm thì cái cớ sự cạn sự khởi đầu nan mới hiện tiền ứng nghiệm. Một mùa mưa dài từ tháng 4 đến tháng 9 đã khiến đường rừng đất đỏ vừa bùng lầy vừa trơn như thoa mỡ. Các vị quan kiểm lâm của rừng Mã Đà đã mẫn cán rào đường để phòng thân cho mấy tên biker điếc không sợ súng. Thế mà ỷ sức trâu già, tên dẫn đường lại cố rẽ qua hướng khác với vọng tưởng ngông cuồng rằng sẽ có đường tăng po. Để rồi khi chiếc Suzuki 150A đi qua một mô đất láng lẫy ướt mem, bỗng biến thành Land Cruiser xi lộn, lăn cu đơ nằm một đống. Thế là sau khi được các đồng đội hết lòng tương trợ, thì cả đám cùng ngộ ra một điều chân lý rằng thôi thì thà đành hồi đầu thị ngạn, đi xa mà đúng đường còn có cơ tới đích, chứ mà ngoan cố lạc lầm thì ngủ rừng là cái chắc. Mà nghe các tiền bối có dạy rằng rừng Mã Đà coi bộ không giỡn chơi, mà đã từng chứng kiến bao anh hùng mạt lộ. Nói nhỏ, ai chưa tin thì tìm đọc tiểu thuyết Đường Rừng Còn Trô hay Sương Gió Biên Thùy của nhà văn Lý Văn Sâm thì biết. Thế là lủi tha lủi thủi, chân chú dắt chân anh, bốn xe quay đầu theo hướng quốc lộ 20, hướng Managui, rồi thị trấn Đạ Tẻ, rồi DT725. Trên cung này, cảnh quan đã là đồi núi chập trùng của vùng Nam Tây Nguyên. Sau khi phiêu bồng ở đèo Con Ó và trong cái cơn say ngất ngây của ngày đầu thoát cảnh cơm ngon nệm ấm, thì khi đến thị trấn Lộc Bảo thì cái cớ sự của nickname người dẫn đường liều lạc nay đã thực sự thành danh. Khi mà thay vì rẽ trái đi theo quốc lộ 28 về ngủ ở Quảng Khê, Đắk Long, thì hắn ta lại cứ theo cung đường đẹp
một cung đường mà hai bên toàn là những rặng thông đầy nét ban sơ thơm tho quyến rũ, mà dẫn anh em đi tuốt luốt qua thị trấn Bảo Lâm. Màn đêm tím tím dần buông, Nam Tây Nguyên dần được phủ một màn sương lành lạnh u nùng, thì cả bọn đành đồng lòng gò cương khóa mã, tạm ưng với cái ngày đầu mà dừng chân tại khách điếm Bảo An, và cũng tạm ấm lòng với cái tô phở bò hay trâu già gì đó. Đúng như tên chuyên gia đậu phộng đường Vespa Lan Bạc Chúa Dũng Trần đã từng hùng hồ tuyên bố rằng, thì mà là đi lạc là cảnh giới vô thượng của những lãng nhân, nếu khi họ biết chuyển bại thành thắng, để lạc mà không lầm, để lạc mà lại khám phá ra những lạc thú mà thường tình khi đi đúng đường ta sẽ không bao giờ có duyên tao ngộ. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm sau, cớ sự thế nào đón xem kỳ sau sẽ rõ. Ngày thứ hai, 26 tháng 9 2022, đường dài 205 cây số, từ Hồ Tà Đùng, Quảng Sơn, Hồ Lắc, cung đường khai dị Bảo Nu Ru. Dù đêm qua thông tin trên các phương tiện truyền thông đã cảnh báo về hành trình của Bảo Nu Ru là sau khi vào Biển Đông, bão càng mạnh lên thành cấp siêu bão. Nhưng buổi sáng ở thị trấn Bảo Lâm vẫn còn một bầu trời quang đãng và một bầu không khí tươi mát của Nam Tây Nguyên mùa thu. Nếu theo phân theo thành phần giai cấp thì tuy đoàn lúc này có 4 người nhưng có 2 ông, một là quý tộc Phú Lan Sa, một là quý tộc Hoàng gia An Lê ở Úc Đại Lợi, và 2 ông còn lại là phó thường dân Nam Bộ. Nói là phó thường dân Nam Bộ là do một ông là Bắc Kỳ Cựu vào Nam từ thời Công ra, và một ông là gốc Ngũ Quảng Lưu Dân. Về cái gốc gác của hai tên phó thường dân Nam Bộ này thì trong chuyến đi lại có một câu chuyện rất đổi ly kỳ, vô cùng cảm động, với một cái kết có hậu, có nguồn, có thủy, có chung. Nhưng đó là chuyện về sau, lần hồi sẽ rõ. Cũng do cái thành phần giai cấp phức tạp nói trên mà suốt chuyến đi, ôi thôi cái sự tình vạn lý nó cứ lên voi, xuống chó, lúc nhục, lúc vinh, chẳng biết đâu mà phân giải. Nhưng mà đã kết bạn đồng hành cùng chung chí hướng thì cũng đành thôi chín bỏ làm 10, nên vui đắp đổi trái ngang buồn lây lất, ngày xong đi mây cũng dạt như bèo. Thành ra chứ độc giả nếu thấy trong cuộc phong trần mùa thu này của mấy anh em mà nhiều khi cũng tiệc tùng cung đình mỹ nữ ca sang, mà lắm lúc cũng ăn bờ ngủ bụi, thì xin lượng tình, ôi một khi đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, như cụ Tiên Điền đã thấm đẫm tình người trong truyện Kiều. Lòng vòng một hồi như trên chẳng qua là để mạo đầu cho buổi sáng hôm nay, một buổi sáng quý tộc, có điểm tâm, có cà phê thuốc lá, có quang đãng trời mây, những bình xăng đầy ắp, và lên đường thôi. Như đã đại bôi ở phần kết hôm qua, nhờ đi lạc và cái tài vụng chèo khéo chóng nên người dẫn đường liều lạc đã chuộc tội bằng cách xin được đền phù cái chuyện lạc đường với cung đường mới là La Cà Tà Đùng Overview, trước khi tìm trở lại cung đường dự tính ban đầu. Hồ Tà Đùng hình thành khi xây dựng công trình thủy điện Đồng Nai 3. Đập thủy điện đã biến vùng thung lũng trong khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng thuộc hai địa phận của xã Đắc Sôm và Đắc Blau thuộc tỉnh Đắk Nông thành một hồ nước vừa mênh mông rộng lớn, vừa có một nét thanh tân diễm lệ. Hồ có diện tích rộng lên đến 5.000 hectare, bao gồm 40 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, là nơi sinh sống của nhiều loại chim thú đặc hữu và những mảng rừng xanh ngắt bốn mùa. Một mặt nước, theo từng mùa, theo từng thời khắc trong ngày, luôn ánh lên những màu trời mây chan hòa, lung linh và biến ảo. Cả buổi sáng tươi đẹp bao la này, chúng tôi đã đi theo quốc lộ 28, là một dòng bao quanh suốt tả ngạn của hồ, đường tráng nhựa tốt, đèo dốc vừa đủ như để làm mềm tay lái các bô lão luyện lượng cho những đại ngàn sơn ghê khắp tới ở Trường Sơn, ở miền cao phương Bắc. Chỉ là một cái nhìn bao quát, nhưng nét tráng lệ của Tà Đùng đã khiến anh em chúng tôi đều thầm hẹn là nhất định sẽ coi lại với một chuyến thăm đầy đủ hơn. Trời buổi sáng và quốc lộ 28 là những yêu chiều dạo đầu của ngày thứ hai cho bốn chàng lãng tử khi rẽ vào cung đường Quảng Khê, Quảng Sơn. Thật đúng với cái tên, đây đúng là một cung đường sơn khê vô cùng rất mật, thì trời đất bỗng dùng dằn trở mặt.
đường hẹp hơn, chỗ dốc đứng, chỗ gập ghềnh đất đỏ lỗ hang. Còn trời thì bắt đầu một màu ảm đạm. Chưa mặc xong áo mưa và bọc hành lý thì trời đã bắt đầu lất phất những hạt mưa báo bão. Cứ thế, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, mưa có lúc phủ trắng một màu mịt mùng cả núi đồi. Cả nhóm cứ lầm lũi thi gan với gió lốc, mưa gào. Khi đến thị trấn Quảng Sơn thì nước từ ở những nơi cao đổ về khiến phố chợ ngập đến cả hơn nửa bánh xe. Nhóm đã dừng chân ăn trưa ở một quán phở với hy vọng cơn mưa sẽ qua hồi nặng hạt. Cơn mưa càng lúc càng lớn, đến độ khiến bộ áo mưa GV của bạn Hùng Mias thúc thủ hoàn toàn, đến đổi chàng phải tìm mua bộ mới. Thời may, sau bữa trưa thì mưa quả thật đã giảm dần. Nhưng cung đường từ Quảng Sơn về quốc lộ 27, đó là đường DT684, cũng khá thử thách do có nhiều đoạn đường bị sạt lở. Đường xấu khiến tốc độ cả đoàn chậm dần và vài lần phải dò dẫm do đường chính mà tan hoang như một công trình xây dựng. Trời xế bóng thì may thay trời cũng vừa tạnh mưa. Từ cầu Nam Ca đi qua thì địa phận Đắk Lắk thì trời đất lại khô ráo như chẳng hề có mưa gió bão bùng gì. Ở một quán cà phê dừng chân, mừng trời quang mây tạnh, nhân lúc chả hứng, Trúc Giang công tử đã gọi điện chào một cố nhân ở Bang Mê. Một cú điện thoại phúc bổng trùng lai, bổng chứ không phải bất. Số là đang phân vân chưa biết đêm nay khi về Hồ Lắc ăn đâu, ngủ đâu. Biệt điện Hoàng gia Bảo Đại, hai bụi đời ở khách điếm Buôn Jun thì quý nhân của Đắk Lắk, Bang Mê La Cà phân đà chủ Quỳnh Nhi nữ hiệp đã ban ngày ý quyết. Chư vị cứ đến Tân Long Môn khách sạn, xí lộng Dân Long Hostel Restaurant bên Hồ Lắc. Đã hồ mà còn lắc nữa. Nói khẩu quyết này, đại đàn chủ Mít Tờ Dũng đã đặt thì từ nệm êm chăn ấm tới yến tiệc phủ phê kẻ hầu người hạ đều sẽ sẵn sàng nên đón, bình tĩnh và yên tâm nhé. Úi giàng ơi, chẳng biết mấy ông già khờ ăn ở thế nào mà từ bò lên bò xuống bùn đất mưa dầm ở Sơn Khê thì đời lại lên hương cái rụp, bỗng chốc biến ảo chỉ sau một lời chào hỏi chân tình. Thế là người xe từ thủy điện Nam Ca qua quốc lộ 27 về Buôn Jun ven Hồ Lắc cứ dạt dào phong lưu như lưu thủy hành vân. Đoạn cuối ngày trời tối đã mơ hồ, ven bờ nước là một màn sương phong lưu lả lướt. Tiếng giao tình bằng hữu đã lâu giờ ngậu nhĩ trong một phút lắc lay mà tái ngộ. Rượu nồng mật ngọt, cười nói thăng hoa, ôi đời được mấy khi vui, mà cứ như thế này thì đường đời chẳng đáng sống lắm ru.